Thánh Andre Phú Yên là một thanh niên đạo hạnh, thông minh, hiếu học và là một thầy giảng trung kiên. Thầy đã được tuyên khấn trong dòng tên và theo chân cha đắc lộ trên đường truyền giáo. Thầy nhiệt hành, hăng say giảng dạy đức tin và vui mừng lãnh nhận ơn phúc tử đạo mà Chúa thương ban. Noi gương Thánh Andre Phú Yên, ước mong cuộc đời của người giáo lý viên hôm nay mãi đẹp như một khúc ca tuyệt vời, làm chứng cho một tình yêu đáp lại tình yêu, như gương của Đức Giêsu, vị thầy chí thánh.
sống theo đường thánh nhân, tin yêu một đời Chúa chính muôn đơn nhau, nguồn sáng đức tin ngàn năm không phai nhòa, đời phong ba vững niềm tin thiết tha. Đường thánh